Ladies and gentlemen, today is special time. I will show you a people who special singer. And now, let me speak Vietnamese. That easy for me. Dạ, dân chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Dạ, kính thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc càng ngày càng cao quý khán giả, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm và khám phá những tài năng trẻ. Tuy sự khám phá và tìm kiếm có hơi lẻ tẻ, nhưng nhìn chung tất cả đều rất trẻ và có cái nét mới mẻ. Nhìn chung mỗi người mỗi vẻ đều nhưng đều rất khỏe. Có người ca thì ca quá khỏe, còn người có giọng ca thỏ thẻ. Và bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị một giọng ca mới đẻ. Dạ, xin lỗi, không phải giọng ca vui tươi mát mẻ. Nhưng trước khi mời nữ nghệ sĩ trình diễn với quý vị khán giả, tôi xin thưa là nữ ca sĩ là có cái tên rất đẹp. Và trước hết tôi xin thưa với quý vị là lân múa hay nhờ pháo, con người ta vui tươi tỉnh táo nhờ có nhiều đô la. Còn nghệ sĩ ca hay là nhờ tiếng vỗ tay của quý vị. Vậy xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Medulla Magnona. How do you do, sir? Ai đu sao tôi đu vậy? Trời ơi. Madonna Huyền xin kính chào quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, khỏi cần giới thiệu với quý vị thì quý vị cũng nhìn thấy nổi cái tướng đi và cách ăn mặc của nữ nghệ sĩ này. Quý vị cũng hình dung đây là một con người hành tinh. Hả? À, xin lỗi, một minh tinh điện ảnh. Dạ, thưa Medulla Magnona Huyền, tôi muốn xin hỏi cô, cô có thể cho khán giả và tôi biết kìa, cô thích ca loại thể loại nhạc nào vậy? Tôi chuyên ca những loại của FBI. Ủa, không phải, những loại nhạc thịnh hành nhất hiện nay. À, thịnh hành nhất hiện nay. Vậy là cô ca nha, rock and roll, rap hay là new way? Ồ, mấy cái loại đó xưa cũ lắm rồi. Bây giờ tôi ca những thể điệu mới hơn. Đó là thể điệu freeway. Ủa, freeway. Dạ thưa cô, vậy chứ freeway là sao? Thể điệu freeway là một thể điệu hát tự do. Ai muốn hát sao thì hát. Khán giả nghe được thì nghe, nghe không được thì ráng chịu. Vậy cô có thể trình bày một cái thể loại điệu freeway vô cho bà con cô bác nghe được. Dạ được. Tôi xin trình bày nhạc phẩm The Mix of the Music. The Mix of the Music. Dạ. Là sao cô cho tôi biết coi? Có nghĩa là sự pha trộn của âm nhạc. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lộ, mấy đèo cũng qua. Thà rằng không biết thời thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn. Tuổi thân Phật tao quá đắng cay, cũng vì bà Tám bà Hai nói cái mặt tôi giống lai, nhìn tựa con heo quay. Tôi thề cho có nói sai cho chị Tám chị Hai bẻ loại cả hai tay, để tối cứ bài bàn chất đắng chất cay mà người ta dục bỏ không. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, để quên hết đi những việc trong nhà. New way, dạng tạc nha, Toyota. Định mệnh trái ngang đường đời đổi ngã đường, tôi đi đường anh ở tình nghĩa đôi ta, tôi thề muôn kiếp chia liền. Bon thiện tay thiện tay. Hay quá trời. Kính thưa vị một lần nữa, Medulla Magnona Huyền. Mà
Madana Huyền xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Madana sẽ không hát những loại nhạc ở freeway nữa mà sẽ hát những loại nhạc ở đường trong. Bye bye. Đúng rồi, đúng là thể loại nhạc freeway rồi, lạng lách quá trời, chóng mặt muốn chết. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin giới thiệu với quý vị một khám phá mới nữa, một giọng ca ít khi xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện đều gây cho khán giả một ấn tượng khó chịu. Ê, xin lỗi, một ấn tượng dễ chịu. Giọng ca hay mà không kênh kiệu, mà cũng không cường điệu, ca rất êm dịu, có khi ca rất mùi rượu. Vì vậy tôi mới giới thiệu cho những người sành điệu. Mà nữ ca sĩ này có một tên rất dài. Đây xin giới thiệu quý vị, Công Tằng Tôn Nữ Trà My Diệu Hiền Bành Thị Thanh Nô. Quỷ sứ, giới thiệu người ta ra rồi bỏ chạy mất tiêu à. Quỷ sứ ghét dễ sợ luôn gì đó. Giới thiệu người ta ra cái bỏ chạy mất tiêu à. Hương đây hả? Hương đây chứ còn ai nữa. Trời ơi, hình như là chúng có gặp Hương một lần ở đâu nè. Thiệt không? Thiệt. Không nhớ là coi gặp đâu vậy. Để tôi suy nghĩ coi, hình như là... À rồi, gặp Hương ở bên đèo. Anh nói sao? Hương bên đèo. Gặp Hương bên đèo, nói ngược lại là gặp heo ở bên đường á hả? Trời ơi, mặt ta vậy nói ta mặt heo kìa. Quỷ sứ không đem hát đâu. Thôi mà, xin lỗi vuốt giận. Dễ sợ luôn á. Thôi vuốt giận. Mặt gì không mặt heo. Thôi quá trời quá đất, đó giờ chưa ai nói mình dễ trơn á. Lại. Trời sẹp lép. Quỷ sứ lợi dụng tình thế rồi. Dê ta hả? Không có đâu. Tự nhiên anh thấy em sao anh thương liền à. Thương tiệt không? Trời ơi, thề với em anh thương trời em. Trời ơi, sao mà anh xứng với em được, trời người anh cũng tắc tám mà. Nhưng mà em nói nghe, người em khó tánh lắm nha. Anh thương mấy đó. Người nào mà muốn thương em đó phải biết ca hát em mới chịu đó. Vậy hay không? Anh biết ca hát gì không? Anh biết ca cổ nhạc chứ anh không biết ca tân nhạc. Cổ nhạc hả? Cái loại này mới mà phải không? Mới anh ca thử em nghe một bài coi. Ca rồi anh cưới em chịu không? Đó tính sao đi. Rồi tính sao đi, bây giờ anh ca giờ một câu giọng cổ toàn là chữ C không? Cái gì? Chữ C không? Trời ơi, ca giọng cổ mà toàn bằng chữ C không hả? Trời ơi, cái chữ đó khó ca lắm đó. Anh à, anh nói em nghe. Đầu câu cuối câu đều chữ C hết. Bây giờ anh nói cái tựa cho em nghe là chữ C rồi. Tựa là gì vậy? Cái tựa câu giọng cổ này gọi là cô chính chơi chim. Ôi, tựa gì nghe hồi hộp quá trời quá đất vậy. Đây dặn ca nghe nha. Nghe. Cậu cả cẳng, cậu cười cô chính cạnh. Cô cười, cô chính chắc, cô chính chịu chơi chim. Chim cu, chim cu, chim cúc, chim câu, chim cò, chim cường. Trời chơi nhiều quá vậy. Cô chính còn chịu chơi chim cao cổ, chim chuyền chuyện, chim chích chè. Hay quá, hay quá. Chắc cậu cảnh cậu coi cô chính chơi chim. Cậu cợt cợt cậu cười cười. Gì hả? Coi trà, cái cổ cô chính cong cong. Cái cảnh cô chính cục cục cổ còn cúng cúng cổ co co. Cổ còn cái cỏ cù cưa. Cô cam cô cam cũng còn cười cô cũng cười. Cái cổ của cô, cổ cô càng cục thì cảnh cô càng cùi. Trời ơi. Hay quá trời luôn vậy đó. Thương không? Sự chuyện cưới đó tính sao? Phần cưới đó mình tính sao đi nha. Bây giờ Hương có thể cho chung và quý vị khán giả biết cái lý do nào mà con đường nào mà dẫn dắt Hương vào nghề ca hát vậy? Con đường nào dẫn Hương vào nghề ca hát Đó là con đường Bosa với Magnolia. Bosa gì sao kỳ vậy? Anh biết tại sao mà Hương đi trên con đường Bosa với Magnolia không? Tại sao? Biết để làm chi không? Để chi vậy? Để lụm lon. Cái chữ lượm lon ở đâu có dính líu nghề ca hát của em đâu. Trời ơi, có chứ sao không có. Sao? Biết sao, hồi xưa gia đình của Hương giàu có lắm đó. Nhưng mà Hương lúc nào cũng sống trong cảnh túng thiếu hết trơn đó. Ôi trời, nghiệp ơi, sao vậy? Biết tại sao sống túng thiếu không? Sao vậy? Tại vì Hương đánh bài. Ôi trời ơi, đánh bài hả? Bởi vậy gia đình mới dặn bỏ Hương ra ngoài đường. Trời ơi, không lượm lon lấy gì sống. Rồi bây giờ là lý do nào mà đưa Hương vào nghề ca hát? Trời, anh biết không, ngày nào cũng lượm lon từ sáng tới chiều tối đó. Mà chưa đủ tiền đặt một cây nữa. Cho nên sau này thấy làm ca sĩ dễ hơn. Cho nên là Hương mới đổi qua làm
ca sĩ. Vậy hả? Bây giờ Hưng có thể ca một bài hát đặc biệt để mà giúp vui bà con được không? Dạ được. Liêm hát làm bài những bài hát là của Hưng là toàn có nội dung hết đó. Rồi. Nội dung bài hát này nói lên lòng chung thủy của người phụ nữ. Khi mà có một người chồng suốt ngày phải vì công việc bỏ bê vợ con ở nhà, nhưng mà người phụ nữ với một mực thủy chung. Bài hát được mang tựa đề I don't want to sleep alone. I don't like sleep alone. I would like sleep with you. If you don't like sleep with me, I never sleep alone. Going to meet the round, going to meet the way, going to meet the rain. I don't care you are, I want it all. I want you. Going to meet the round, going to meet the way, going to meet the rain. I don't care you are, I want it all. I want you. Going to meet the round, going to meet the rain. Thôi trời ơi, ta lợi đông quá đâu kêu gì nữa. Trời ơi, ngủ đập thanh ngoài sân ngủ nội. Dạ kính thưa quý vị một lần nữa, công tần tôn nữ trà mới diệu hiền bành thị Thanh Hương. Dạ Thanh Hương xin kính chào quý vị. Trời ơi, đi đánh bài sắp đóng cửa rồi. Dạ kính thưa quý vị, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị hai giọng ca mới. Bây giờ lần lượt chúng tôi sẽ từng tự gửi đến quý vị những khám phá mới nữa những lần sau. Bây giờ xin quý vị cho một tràng pháo tay thật kêu cho hai khám phá mới nhất hiện nay. Mời. Dạ, Văn Trung, Bảo Liêm và Mai Lệ Quyền xin kính chào quý vị.